Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một món ăn, đó là món ăn chanh nắc bột ớt. Ok các bạn đây, rất là nhiều chanh luôn, chanh toàn quả chanh bự, chanh to chà bá luôn đó. Các bạn đã được ăn chanh nắc vào chưa? Tôi đây là lần đầu tiên tôi ăn chanh nắc đấy. Đây là 10 quả chanh tôi đã thái nhỏ rồi đó. Các bạn nhìn một đĩa chanh rất là to, chua, nhìn chỉ cần nhìn thôi đã biết chua rồi ấy. Nhưng mà tôi ăn thử một miếng nhá. Ui giời, chua dã man luôn. Bây giờ tôi sẽ đổ bột ớt vào. Bột ớt là bột ớt Hàn Quốc. Nghe thấy Hàn Quốc là biết rất là cay rồi. Bạn nhìn nha. Ui ôi, đỏ lửa luôn này. Ui ôi. Không biết có ăn được không? Thôi, bước đầu cứ cho một chút này đã. Không sợ không ăn được các bạn ạ, cay quá. Ôi, ngửi mùi tôi đã thấy cay rồi. Ôi. Các bạn nhìn này. Sợ thật. Tôi chỉ nhìn thôi thấy nó cay rồi ấy. Chưa ăn thôi nhưng mà biết nó cay, rất là cay ấy. Ok, may cho đây này là đủ rồi đấy. Đó, nhìn rất là bắt mắt. Dùng mình. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức món chanh nắc luôn và ngay. Từ bé chưa được ăn chanh nắc. Vừa cay vừa chua. Tuyệt vời các bạn, rất là ngon. Các bạn, tôi rất thích ăn chua. Vì thế chanh nắc đối với tôi tuyệt vời, ngon. Ăn tiếp hai miếng luôn. Đó. Chua vãi. Chua chua tê tê. Quá. À ha. Ba miếng à. Ăn cái món này phê rồi các bạn. Ăn tiếp. Chanh nhiều hột quá. Ăn
chua quá, răng nó lầm bọc các bạn ạ. Không sao, vẫn rất là ngon. Ăn chua quá chảy hết cái nước mắt qua ạ. Không biết các bạn đang xem clip có ai ăn được chua không? Chắc chỉ những bạn nữ mới ăn được chua, những bạn nam rất ít bạn ăn được chua. Tôi thấy thế. Không nhận chua thật, chua dã man con Nga luôn. Đây là ăn chanh sống ý các bạn, đây khác gì ăn chanh quả chanh đâu. Ừ, chảy nước nhãi. Chua quá nước nhãi chảy ra mầm luôn ý. Thật sự khả năng ăn chua của tôi, thật sự tôi cảm thấy tôi ăn chua kinh khủng. Chua dã man con Ngan luôn. Vừa chua vừa cay. Đi uống hớp nước cái cho ngọt giọng này. Ăn chua vào cho uống nước ngọt. Các bạn nói nó chua, vừa chua vừa cay nên mình mới phải uống nước ngọt vào cho nó giảm độ chua đi. Nước ngọt có ga nữa, uống khó quá. Ok, ăn tiếp. Chua quá. Các bạn tuyệt đối không nên làm theo tôi nhá. Các bạn ăn thì nên ăn 1-2 miếng thôi, còn không nên ăn nhiều, ok. Tôi khuyên các bạn vậy. Ok, tôi ăn thế đủ rồi các bạn ạ. Ăn gần nửa đĩa rồi đấy, các bạn nhìn chưa? À, tôi ăn rất là nhiều rồi. Vậy là tôi đã review xong cái món gọi chanh nắc bột ớt. Thì nói chung cái món này thì ăn nó rất là ngon. Đối với người ăn chua thì ăn sẽ rất là ngon. Còn các bạn không ăn được chua mà không ăn được cay thì các bạn không thể nào ăn được đâu. Tôi nói thật đấy, nhưng mà đối với tôi là rất là ngon. Mà tôi thấy cái món chanh nắc này, đây cái chanh nắc này này, chỉ hợp cho những bà bầu thôi. Còn các bạn bình thường các bạn không nên ăn làm gì, nó chua lắm, nó chua lè ấy. Nó tóm lại là rất là chua. Và những ngày vừa qua tôi ra ít clip ấy là vì Tết ấy, các bạn hiểu không, ngày Tết thì rất là bận, rồi lại qua Tết thì có rất nhiều đám dỗ này dỗ kia, kiểu như nhà tôi nhà trưởng ấy thì có rất nhiều việc bận, vì thế tôi mới ra ít clip, các bạn thông cảm tôi nhá. Bây giờ tôi sẽ cố gắng ra nhiều clip cho các bạn xem hơn. Ok, cảm ơn tất cả bạn xem clip chanh lắc của tôi. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.